Bây giờ là trận đấu trường thứ nhất của kỳ 192, là trận lượt về phục thù của tay vợt Huỳnh Công Hậu với tay vợt Võ Đặng Hoàng Minh. Lần trước gặp nhau ở kỳ 191 thì Minh đã thắng Hậu 4-0. Chúng ta hãy xem liệu lần này Huỳnh Công Hậu có rửa được cái trận lần trước hay không. Set 1 bắt đầu. 0-1 Minh giao bóng. Xoáy á, khó. Bóng mà nó không đi á, đó là nó độ xoáy nó cao. Nhìn vậy. Đôi đánh nhẹ nhẹ khó chịu không? Khó chịu. Trông như đánh đánh trần vần. Hai đều. Hai nôn đánh, bên nào nôn đánh thì bị thua. Hai bên gần như là sở trường sở đoạn hiện hình rất là rõ rồi. Bên nào được khai thác và chọn được đúng thời cơ để ra đòn thì bên đấy thắng. Còn nôn nóng đánh thì chắc chắn là sẽ thua. Và khi thua một quả thì muốn kiếm lại một quả rất khó, tại vì hai bên đều là cái dơ phòng thủ, không phải là dơ đánh phát chết ngay. Nên kiếm lại một điểm mà đánh sơ hở sẽ lấy lại một điểm rất là mất công sức, nhiều công sức. 3-4. Bốn đều. Hai tay vợt vẫn đang rất là so kè từ những điểm số đầu tiên của set đấu thứ 1. 4 đều. Đứng ở cái bộ tầm trung là để đỡ rồi, mà chỉ cần cái thằng đánh nó phải có lực để mà đỡ lại, thằng nó về. Đó. Đòn sốc. 4-6. Giao bóng của Hậu là mình nó phải vẩy trái được hết. Hầu như nó vẩy trái được hết. 7-5. Nhột lắm. 8-5. Sáu chín. Xe đấu thứ hai giữa Minh và Hậu. Thank you.
phơi màu của mình là luôn luôn là hầu như là gần như là quả trái. Quả trái là quả phơi màu rất là an toàn của Hoàng Minh. Ngồi quả trái và bắt đầu những cái quả tiếp theo né trái phải luôn luôn. Hậu thì càng ép trái lại càng bị vào cái thế trận của mình là thuận lợi. Tính chấp nhận vào cửa không nóng. Đây, rõ ràng là những cái quả đánh trả lại từ xa thì dù có phát lực thì bên kia cũng đỡ lại rất dễ dàng, ngược lại càng đánh mạnh thì khả năng bóng hỏng nó càng cao. Đó. Khi nào tiếp cận bàn được rồi hãy phát lực, hãy tăng lực. Trái của Hoàng Minh rất là ổn định. Chấp nhận lên bên phải là đánh liền, để lên quả phải của Minh thì lên nhẹ nhẹ thôi, lên quả opening nhẹ nhàng thôi, nên là chuẩn bị đánh, không có ráp như quả trái. Tỷ số bây giờ đang là 17 set đấu thứ hai và 11-7, hai bên đã cân bằng với nhau về set là một đều. Set 1 thì Minh ăn 11-7, set 2 mà Hậu ăn lại 11-7, chờ đón set đấu thứ ba. Set đấu thứ ba. Tỷ số bây giờ đang là 3-1 nghiêng về cho Huỳnh Công Hậu. Có vẻ Huỳnh Công Hậu đã phát hiện ra được cái lỗ để mà khai thác ở bên góc phải của Hoàng Minh. Ô. Báo cao để mày danh chấn giang hồ. đang quay nào. Em có cái cây này mà em muốn chế này được không thôi? Không biết. Hay là cái này là chuyên cho điện thoại di động? Chuyên cho điện thoại của nó, lắp vào. Đổi giao bóng, 4-2. Hậu giao bóng, 4-2. Đấy. Xoáy lên đá, xoáy lên đá. 5-2. Ừ.
26. Con biết như lấy con khác như cũng lạnh ta còn lạnh nữa. Ba chín có vẻ xác này Huỳnh Công Hậu đang ưu thế lớn ở xác thứ ba. Quả giao bóng hỏng. 10-30. Dứt khoát. 11-3. Và như vậy chúng ta thấy là set 3 này đã có thể sự thay đổi về chiến thuật cho của Huỳnh Công Hậu. Thì chúng ta hãy xem Võ Đặng Hoàng Minh sẽ điều chỉnh cái chiến thuật của mình như thế nào ở trong set thứ 4. Bây giờ là set đấu thứ 4. Không 2, Minh giao bóng. Lại một quả giao bóng hỏng. Đây là quả giao bóng hỏng thứ hai của Hoàng Minh trong trận đấu. 0-3. Trở lại với lại set đấu thứ 5 của trận đấu trường thứ nhất kỳ 192. Võ Đặng Hoàng Minh và Huỳnh Công Hậu. Tỷ số lớn đang là 3-1 Hoàng Minh về cho Hậu. Set 5, Minh giao bóng không đều. Hậu siết bóng bên trái bắt đầu siết khá nặng. Minh bị lên quả bờ đầu hay bị hỏng. Thank you.
3 đều. Và 11-7. Như vậy set 6 đã thuộc về Hoàng Minh. Tỷ số đã rút ngắn còn lại 3-2, vẫn tạm thời nghiêng về cho Huỳnh Công Hậu. Chúng ta sẽ có set 6. Bây giờ là set đấu thứ 6, trận đấu giữa Võ Đặng Hoàng Minh và Huỳnh Công Hậu. Tỷ số lớn đang là 3-2 nghiêng về cho Hậu. Đây là set đấu sẽ rất là dồn hết sức để mà đánh. Tại vì Minh thì phải thắng mới có set 7, còn Hậu thì phải thắng không thì đến set 7 đêm dài lắm mộng. Sẽ là một trận đấu hứa hẹn hấp dẫn. 1-0, Hậu đang giao bóng. Thank you.
Như vậy là hai bên đã cân bằng tỷ số 3 đều và chúng ta sẽ có set đấu thứ 7. Set 7, Minh do bóng, không đều. Một không. Một đều. Tốc độ trận đấu đã nhanh hơn, hai bên đều quyết định tăng tốc và ra đòn dứt khoát hơn. Một hai. Đẩy về góc phải rất là khéo của hậu. Hai đều. Hai ba. Sáu bảy. Tám sáu. Đổi do bóng 8-6 cho hậu.
Trận đấu tiếp tục 8-6 hậu giao bóng. Đánh bóng ra ngoài rất đủ, bóng cao đánh ra ngoài 8-7. Wow, ra đòn rất là quyết liệt, 8-8. Chết rồi, bàn giao bóng, đỡ giao bóng hỏng. Không xoáy, giao thẳng vào bên phải và hậu đã cắm nhộng lên, bay ra ngoài. 9-8. Chín đều. Hậu có làm gì được với ưu thế và nắm cho bóng hay không? 9-9. 19. Wow, lại một quả vội vã, quá vội vã ra ngoài. 10-10, rất căng. Hãy subscribe.